mẹ chồng và ông bố chồng khó tính lắm. Tại vì thương cháu nội, tôi không bao giờ tôi khó cái gì, cái gì nấu vậy. Còn con trai cô thì sao? Trời, nó hiền lắm. Nó hiền. Nó có nhậu nhẹt không? Hả? Không. Không, con trai chứ giờ hiền lắm, được lắm. Nó mặn, nó giỏi, nó cũng xá cho vợ chứ. Bây giờ chỉ tỉ cơm nước ăn rồi, vợ nó không có mắt em rồi thì nó cũng rửa. Giặt đồ nó cũng giặt luôn. Nói ngay mình cũng vẫn cho chứ không phải không. Vợ chồng mà không bao giờ. Rồi thì nhiều khi cháu nội vậy đó, bà nội, dâu bà nó chơi vậy đó. Dâu bà nằm trên giống á. Rồi, cha con rửa chén là nấu cơm, nó kệ nó đi, mắt em thì cũng nói cừ vậy thôi. Dạ con xin phép chào hai vợ chồng cô chú. Hai vợ chồng cô chú có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô chú tên là gì và nhà ở đâu? Tôi tên là Võ Văn Dày. Dạ. Ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ, còn cô? Tôi ở tôi Nguyễn Thị Dân. Dạ. Ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Là hai cô chú mới từ Hậu Giang lên Bình Dương luôn hay sao? Đúng rồi. Mới lần đầu tiên chú. Lần đầu tiên luôn ạ. Lần đầu tiên luôn á. Đi hồi nào cô chú? Đi hồi 9 giờ hôm qua. 9 giờ tối á. 9 giờ khuya hôm qua. Từ Hậu Giang về đây xa không cô chú? Xa. Đi lên đây hồi hôm tới 2 giờ lận chú. Vậy là lần đầu. Bình Dương là 2 giờ. 2 giờ đó rồi ở đại ngồi ngoài cái thềm ba cái ghế đá bằng đá đó. Trời đất ơi. Sao mình không kiếm cái nhà nghỉ nào mình vào mình thì giá nó 2 giờ rồi đâu có biết nhà nghỉ đâu mình biết mình ha. Mình kiếm cho nên ngồi đói ở ngoài đang trời sáng là mình gặp chị Hải nè. Dạ. Trao đổi một số vấn đề vậy đó. Dạ, vậy là cô chú lần đầu tiên lên Bình Dương luôn. Đầu tiên. Mình thấy cái chuyến hành trình chuyến đi này như thế nào? Có vất vả gian nan không? Dạ lắm, mình thức sáng đêm. Dạ mà điều như kiếm được cháu là được rồi chú à, không có nghĩ gì vậy chứ. Là hôm nay cô chú về đây là nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ kiếm được cháu với con dâu về thôi. Chứ mình cũng không có nói gì hết trơn á. Kêu nó về nhờ cũng như là tôi với ổng không biết đường kiếm. Rồi mấy câu ở trên điện thoại mới thấy là chú Hải này giúp đỡ rồi đội nguyên đội giúp đỡ dữ lắm luôn. Rồi mấy vậy mấy điện thì chú Hải kêu lên. Tìm, dạ, tìm là là tìm con thôi. Tìm dùm con dâu về với cháu nội về vậy đó. Cho cháu nội nó học. Nó học không, để đi đây vất vả, nó không biết chữ rồi đó chú. Dạ. Đồng nghiệp nó chứ gì nó không nít. Dạ. Là cô chú là tìm con dâu. Tìm dâu cho nó về. Và hai cháu nội ạ? Hai đứa cháu nội. Sao con dâu lại bỏ đi cô chú? Cũng như là sáng tôi đi chợ về, cái tôi nằm tôi ngủ, tôi đi bán. Nằm ngủ cái nó mới quánh con thằng nhỏ, tôi mới hỏi tiền ơi gì con quánh nó dữ rồi tiền, nó là nó tuột xuống nó không chịu ngủ rồi con, tôi mới nói con à kệ nó ngủ không ngủ kệ nó tiền ơi, chừng nào con nít mà chừng nào ngủ thì lên ngủ con ơi, chứ đâu mà mày quánh dữ dằn vậy, mày quánh quá trời vậy, nó bệnh hoạn rồi mất công rồi khổ lắm mà con ơi. Dạ. Cái nó nói con mà con mẹ không cho con dạy, nó nói mẹ nó không phải không cho con dạy, mẹ con dạy là con quánh cái cô nhỏ cây hai cây gì con nít mới có là 28-29 tháng hà. Dạ. con quánh quá trời, con nấu chừng nào quánh hung chừng ấy chú à, con nói thiệt nó thẳng vậy đó. Rồi cô cứ chia sẻ đi không sao hết. Quánh rồi cái mấy nói con quánh hồi nữa là công an bắt con đó, mẹ kêu công an bắt nó, mẹ kêu đi cái nói trời ơi con nói vậy thôi. Rồi nó quánh dữ lắm, nó cũng còn giả quánh dữ lắm luôn, rồi nói con quánh quá trời vậy thôi đó, để con lo mà nếu quánh rồi là lỡ lòng phổi đồ hay là bị thần kinh đồ đó. Là lúc đó con dâu mình dùng cái gì để đánh cháu mình, cháu nội mình? Quánh bằng tay, đấm mạnh đại vô đầu, vô lưng, vô trời mặt, đất ơi. Giả mặt đỏ ké hết trơn luôn vậy đó chú à. Úi trời ơi. Nấu vậy rồi tính nghỉ gậy nó vậy thôi. Rồi cái tôi uống sáng tôi đi chợ nữa, tôi bán đồ, để nhà bị đầu giường đó. Dạ. Bán cái đi về cái mà mấy kêu ổng mà bữa Thanh Minh, nấu nào nấu tôi phải đâu ra đó đàng hoàng. Dạ vâng. Rồi Thanh Minh cái kêu mấy đặt 3 ký thịt. Cái nói thôi ông khách về đắng một cục chứ mua hết bọc bánh bò. Dạ. Ăn đem về rồi để thằng ông bà chồng là một bọc thịt quay với một ký thịt mà bánh bò. Dạ. Rồi kêu khách về đắng cho mấy nhỏ ăn đi. Rồi ông khách về thì ở đắng Thanh Minh. Thì về cái tôi dắt con nhỏ bự đi đắng Thanh Minh, cái nó về nó cũng nằm đó à. Cũng không làm gì chứ nằm đó à. Mình cũng không nói rồi thấy nó giận thôi kệ đi. Dạ. Tôi đi chợ về cái tôi đi đi mấy đem đồ ra mà chợ, đem đồ ra ngoài đặng sáng đặng mình bán, đem ra cái nó không lúc nhỏ là 7 giờ ngữ rồi đó, tôi đi đem là tháng 5 giờ mấy mà tới 7 giờ ngữ về cái đứa lớn đó nó mẹ nội ơi. Mẹ tới giờ chưa cho con ăn cơm nữa. Dạ. Là hồi đi ra là tôi xách cái điện thoại là con chị ruột của nó mới điện nói hồi bắt về á, bắt điện cho tiện nói chuyện với con. Dạ. Rồi cái tôi mới nói để hồi bắt về bắt đưa cho nó điện.
cái chụp về cái nó nghe ra con nhỏ cháu nội nó nói, nội ơi mẹ chưa cho con ăn cơm, nó nội hai chị em con chưa ăn cơm đó. Dạ. Thấy vậy nghe cái tôi cũng không nói gì trơn á, tôi nói thật lòng như vậy đó. Cái tôi mới xuống, tôi chú mới cho con một tấm hình đi, chú cầm hoài mọi tay đấy. Rồi tôi mới xuống, tôi mới một tô cơ nửa tô cơm. Dạ. Tôi mới sập cái mùng xuống bị 7 giờ rưỡi 8 giờ mà chú, tôi mới đút cho hai đứa ăn. Dạ. Nó mới tuột xuống là nó xuống mẹ nó, nhỏ thằng nhỏ. Rồi mẹ nó đưa nó ngủ mà quần áo chưa thay nó chú, chưa lau mình mấy em nữa. Dạ. Rồi con nhỏ lớn thì nó ngủ với tôi. Rồi vậy cái con chị nó mà không có gì à, đưa đằng sau cho chị nó điện bị mình quên đó chú, bị luôn luôn đó vậy. Nó nói là con tới giờ con chưa ăn cơm thì con tôi nghe là vậy thỉnh sốt rồi đi đút cho em ăn, rồi không có gậy nó luôn đó. Dạ. Rồi cái vậy cái sáng tôi đi chợ nữa, về cái chiều lại cái tôi đi giường thấy cũng bình thường nhà thôi mình. Dạ. Cái đi giường cái nó nói nó điện cho thằng anh đó, điện cho thằng anh lên chở thì dứ về nhà cũng quê kế bên đó. Dạ, vâng. Ấp Phú Đồng, ấp Phú Thạnh, hai ấp nó cũng gần nhau. Dạ. Chung một xã. Cái vậy cái chú mới kêu tiền ơi thôi về ẩm em về con ơi, mày ẩm em đi rồi cái vất vả lắm con à. Dạ. Ẩm em về cho nó học, Nhi đang học con à, nhỏ lớn đang học, nó không chịu ra không con về con về thì nghĩ thôi con ở mẹ ở đi, đưa em về cho mẹ ẩm về đi rồi ở chỗ đi học, nó không cho rồi thôi mình cũng về luôn kệ đi, mấy ở sớm thì nói thôi để về bữa bà xui gì à. Rồi thôi nghĩ vậy cũng như nó giận thì cũng qua lo vậy thôi. Dạ. Ai ngờ đâu dưới 8 giờ tối cũng như tôi đi chuyến xe này hôm đó là nó thằng anh nó đưa nó lên trên này. Lên đâu? Đường vào đưa lên Bình Dương này nè chú. Bà xui là ở Bình Dương có mận mướn ở trên này nè. Dạ. Có xưởng gỗ những gì trong này nè. Mình có biết địa chỉ cụ thể không? Nói ở Bến Cát Bình Dương. Bến Cát Bình Dương mà không biết cái địa chỉ. Dạ. Hồi nào giờ không có lên đây đó chú. Dạ. Đi làm rồi nhà bái có dưới nhà cũng như nhà tình thương nghĩa ta cho đó. Dạ. Về quê thôi. Tết bởi gì à? Cô chú cho con hỏi là tại sao mà hôm nay có cô chú về đây đâu? Về đây thôi mà con trai của cô chú đâu? Là chồng của con bé là của em này đâu? Nó hổng gầy nó đau, nó gầu cái vụ con vợ nó đi nè. Như hai đứa bắt giữ nhà. Như nhà không có ai chứ. Trong cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng thì trong cái thời gian gần đây có xảy ra chuyện gì không, không cô chú? Hai vợ chồng bình thường có chỉ có nhiều đó nha. Nhiều để mà vợ tôi đánh nữa, mà nó đánh nhỏ vợ tôi la nó vậy rồi. La vậy rồi. Kinh tế khó khăn của hai vợ chồng thì như thế nào? Không bình thì thường. Bình thường chú lo hết trơn toàn bộ ở chung với tôi mà. À tức là ở chung nhà hết trơn á. Ở chung nhà chung tôi lo chung, tôi lo toàn bộ trơn, sửa thùng này kia đồ ăn đủ tôi lo trơn. Tiền bạc thì rồi nó muốn đi đâu nói ngày nó cũng tốt, mình nói ngày có cái nào nó sẽ vậy. Dạ. Hồi đó giờ nó không có tham lam. Nó không có tiền rồi để rồi nó lấy nó xài rồi nó còn nó nói mẹ ơi nè mẹ lấy tiền nhỏ này mẹ hầu thối cho tay đi, nó ngay cái vụ mần mượn đồ thì nó cũng được chứ không mà không có tệ không có gì. Con dâu của cô là ở dưới quê làm công việc gì? Nó làm cũng ở nhà không mà tôi đi làm vườn thì tôi đi vườn, tôi với ổng đi làm vườn với thằng chồng nó, còn nó ở nhà coi con với cơm nước đồ vậy hả. Vậy là nhà mình là có mấy người cháu nội? Có hai đứa đó, hai đứa trơn đó, bởi tôi với ổng xíu là muốn xỉu chết luôn tại chỗ vậy. Trong cái thời gian gần đây là cuộc sống gia đình á, là giữa cô và con dâu có xảy ra cái xích mích gì không? Không, chỉ có tôi gậy nó nhảy có nhiêu đó vậy à. Nhưng mà cũng nói rằng là nó cũng bị người xúi dục bên ngoài. Xúi dục bên ngoài. Ai xúi dục? Nó nghe theo, bị người bên xúi dục bên ngoài nó nghe theo. Chị nó thâu chồng. Dạ. Chồng bỏ hai đứa con. Bị cái tổ mà nó dặn điện thoại cho nó mà con nhỏ này nghe lại đó, mình bạn này bà này quên à. Quên đó. Rồi nó dặn cho nó nghe nó xúi con nhỏ này thêm vô. Nghe nhỏ này tới giờ cháu mình chưa đút cho nó ăn rồi thấy vậy tôi đi bới tôi đút ăn rồi quên tôi đưa điện thoại đi chắc nó giận thêm cái vụ đó là nhỏ này xúi thêm vô còn nó nghe lời nhất mà cô có khắt khe với con dâu không? Không đó vậy vợ chồng tôi giọng ví dụ tôi nói có la dày gì tiếng nào không? Không không luôn, nói vậy có nhiêu đó vậy rồi thôi nó giận. Tôi nói với chú là nói là kể đi, nói về bằng dâu là thí dụ á chiều này con phiên chưa kịp ăn cơm nó ngay nó cũng ghiền tôi cũng ghiền là bới lên ngồi bên ghế salon này nè, nó ngồi bên tôi ngồi bên ăn rồi câu phim chứ không có bao giờ nói ơi không có ngồi chung hay gì không có phân biệt. À vậy ạ? À? Ừ không có, rồi nằm trên giạc cũng vậy, nó nằm trên giạc tôi cũng nằm trên giạc vậy đó chứ không có người ấy. Vậy là mẹ chồng tôi con dâu tôi ăn được coi phim. Ăn câu phim giờ chứ không có. Nó gặp nó cái gan vậy đó. Cái gan vậy đó. Nói sai một không nói lời sai lời. Nhà mình có hay ăn chung không? Chung luôn. Ăn chung chứ, mà tại vì như đi bàn viên vậy đó. Viên viên vậy nhà nhà bới lên vậy rồi hai mẹ con ăn rồi câu vậy đó. Chứ ăn chung. Chung chân cả nhà. Cái sự việc mà con dâu của cô mà cũng như là hay ra tay với lại cháu nội của cô có thường xuyên không hay là cũng là như nào? Có một đợt nó quánh là chú biết không, nó tét hai ba lần rồi chú, mà trường học người ta biết hết trơn, cô giáo người biết hết trơn, nó chợ ở sớm người ta cũng biết hết trơn. Lúc đó con trai của cô phản ứng như thế nào?
rồi con trai nó cũng hiền, nó cũng không có gậy, nó nói quánh em gì, quánh mẹ con giữ vậy mà xương xương thôi chứ nó không tự cãi nó ngay vậy đó. Con nó cũng hiền lắm mà nó giỏi. Từ đó giờ không có xích mích những gì hết. Không xích mích với dâu. Lần này đi thì gia đình nhà mình đã gọi cho bà Xui thông báo cho bà Xui biết chưa? Bà biết rồi mà bà chưa nghe sự gõ chưa gì ăn sao thì bà cúp má điện thoại. Ôi trời đất ơi. Mới đi bữa đầu xuống rước thì bà Xui có nói bà Xui nói chị ơi nó giận nó đi vài bữa nó về chứ gì. Rồi đi về dưới nó nói rồi tôi mới nói vậy, tôi mới nói thôi mà chém cũng như mà chém giết thì nó cho chết vậy, nó về dưới nó nói tôi chém nó. Nó nói lên vậy. Cái nó tôi bỏ đói trong một ngày. Bỏ đói ai? Bỏ đói nó hả? Con dâu hả? Dâu nó bỏ đói nó. Đi tối ngày có ở nhà nó bỏ đói nó. Rồi sớm dưới người ta mới nói vậy nè, cái ông tư của ông ruột của nó luôn, nó nói con ơi mày ăn một, nó ăn một chục nồi được, nó bị gì sáng tôi đi bán ở ngoài chợ á. Dạ. Bắt được trái cây rồi đó, rồi chiều tới trưa tôi mới về, về thì nó ăn ở nhà, nó ăn làm chứ ai đâu mà không cho, mà nó đi xuống cái vô quan rồi nói. Vậy là cái ngày hôm đó là cụ thể là ngày nào cô? Ngày bữa nào ta cũng không. Thanh Minh bữa. Thanh Minh hả? Thanh Minh rồi bắt đầu đi là chiều rồi chiều buổi sau rồi Thanh Minh đi. Vậy là cái ngày Thanh Minh đó là hai mẹ con có lời qua tiếng lại không? Có đấu đá nhau không? Không có. Thì gậy có đó là rồi sao luôn á. Vậy là con dâu vẫn phản ứng chứ đúng không? Con dâu có nói lại không? Con dâu nó nói đợi mẹ đi thưa thì mẹ đi thưa đi kêu công an đi. Mẹ đi kêu công an mẹ kêu đi. Con giải mẹ cho sẵn nạt giải bà này cũng. Tức là nạt nhau rồi. Không nạt vậy rồi tôi cũng không nói, thấy vậy nói trời thôi rồi nín thinh, tôi nói làm quá nín. Chứ là quá rồi thôi mình nín. Chứ là mẹ chồng với con dâu là hôm đó là nảy lửa rồi á. Mà nhưng mà tôi không có nói nữa, thôi luôn. Vậy là cô thấy mà đánh cháu nội vậy cô sót quá rồi cô hù. Cô hù là báo công an. Sau đó thì con dâu là thách thức luôn. Báo đi đúng không? Báo đi. Con dâu nhà mình tên là gì? Nguyễn Thị Tiền. Nguyễn Thị Kim Tiền. Kim Tiền. Con dâu nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó năm nay mấy hả? Tuổi ngọ năm nay cũng 20 mấy. 22. Sinh năm 90 hả? Phải rồi. 89. 89 thì năm nay 35 tuổi rồi. Không, tuổi nhỏ. Nhỏ nhỏ. 89 ạ, phải không ạ? 89. 1989, 1989 là đúng rồi, 35 tuổi mà. Không, hai mấy hả? Hai mấy tuổi là tuổi nhỏ. Nhỏ, nó chưa cái này. Nếu mà 89, nếu mà 89 là 35 đó cô chú. Vậy đó hả? Dạ. Đâu, cái gì vậy? 89 hay 89 tôi quên rồi. Có người lộn gối trong cái sau lưng, nó ghi sau lưng mà có ghi đó chú. Người lộn. Để con xem nào. Rồi xem đi. Đúng rồi, 1989 nè. 89 là 35 tuổi rồi. Rồi cái đi xuống cái ổng mới ẩm nhỏ nó không cho nó nói, rồi cái bữa sau cái nó học với anh nó nói ông già chồng quánh mà người ta ở đó kẹo chân có ai đâu có quánh mà. Ôi trời ơi, con dâu nói là ông già chồng quánh hả? Quánh rồi, nó vậy đó nó cũng quánh. Ẩm nhỏ thì nó không cho thôi mình về. Cũng như là tôi lôi nó ra gì nè. Nó show tôi ra vậy nó tôi quánh. Cái thời điểm đó là thời điểm nào? Buổi sau đó, buổi sau đó anh nó rước xuống nhà. Tức là khi mà con dâu nhà mình về nhà mẹ đẻ rồi. Đúng không ạ? Thì bản thân cô cũng như là chú, gọi là ba mẹ chồng đi, ba mẹ chồng đi về dưới để mà nói chuyện, để mà kêu về đúng không? Mà lúc đó thì lại cái mâu thuẫn lại càng cao hơn phải không? Kêu cái gì nó học kêu gì ạ? Hay là trong cái câu chuyện này có cái sự gì hiểu lầm không? Không, cái này nó nghe lời thôi chứ không. Nhưng mà cô, người ta thường hay nói là mẹ chồng nàng dâu đấy, nhưng mà cô dám khẳng định là bản thân cô là có cái gì đó với con dâu mình không? Không, không có, chỉ gỡ gậy có nhiêu đó. Cô có thương con dâu mình không? Không, thương lắm, mà ở sớm rồi hỏi chú thì ấy hỏi bà con dòng họ đó cũng vậy. Cô thương nhiều không? Thương chứ lắm, thương như nghĩ như gái thôi à. Tôi đi mua đồ, tôi mua quần áo, không mua giày, mua dép thì không bao giờ nó đòi hỏi, tôi mua gì về nó bận cái này. Vậy hả? Nó mang nấy. Tóm tắt lại chú là bị xúc động bên ngoài. Động bên ngoài thôi. Chú nó trước giờ là hai cô chú có la giày gì chưa? Chú khẳng định là từ lúc con dâu nhà mình về làm dâu cho tới thời điểm hiện tại là có gậy là gậy cái đợt mà nó quánh quá tát. Nó lớn rồi thôi bỏ qua, nó cũng không có nói gì hết. Mấy lần rồi ạ? hai lần mà lần trước nó đi bị con chị nói với nó nghịch không có nói không chuyện đợt không. Này nói với con chị nó mới thật lời rồi. Vậy là theo cô chú là khẳng định là có sự tác động bên ngoài không có tác động mà chứ không có tác động đâu, không đi đâu, có đến độ đó gia đình tôi đâu có. Nhưng mà con dâu nhà mình về làm dâu có cực khổ không? Không, ở nhà mình là giặt trong nhà chứ đâu có làm mà dương như là không có bằng gì mà dương trắng á, không có bằng gì vợ chồng tôi với thằng trai tôi làm thôi, còn nó tôi mua thịt đồ rồi nó ngay về hỏi mẹ ơi trong nhà vậy thôi, mẹ không có đãi mặn gì ăn mẹ. Mà nói thì thích gì mà ăn chứ mình cũng không bắt buộc nó. Cái tỉ mình muốn ăn kho thí dụ nói ví dụ vậy, mà nó muốn ăn chiên thì mình biểu thôi kho thì không có, con thích gì mà lấy ăn. Chứ con thấy là nhiều bà mẹ chồng khó tính lắm. Không. Về không làm dâu thì bà mẹ chồng rồi ông bố chồng khó tính lắm. Tại vì thương cháu nội tôi không bao giờ tôi khó cái gì, chứ cái gì nấu vậy. Còn con trai cô thì sao? Trời nó hiền lắm. Nó hiền. Có nhậu nhẹt không? Hả? Không. Không, con trai chứ giờ hiền lắm, được lắm. Nó mặn nó giỏi lắm, nó cũng xá cho vợ hết trơn. Bây giờ chế tỉ cơm nước ăn rồi, vợ nó không có mắt em rồi thì nó cũng rửa.
giặt đồ nó cũng giặt luôn, nói ngay mình cũng vẫn cho chứ không phải không, vợ chồng mà không bao giờ. Rồi chị nhiều khi cháu nội vậy đó, bà nội dâu bà nó chơi vậy đó, dâu bà nằm trên giống á, rồi cha con rửa chén nó nấu cơm nó kệ nó đi, mắt em thì cũng nói cự vậy thôi. Cháu luôn ngoan lắm, nói chuyện chú thấy rồi nó đi vườn mất chiếc bông, cái mẹ nó về nó học con đừng, con nói bà đừng nói với ai chân, đừng nói mẹ con nha, mẹ con đi ra vườn nó mất đôi bông tai, con nghe nó kể với cha. Dạ tôi mới tiện ông mày mất chiếc bông sao mà tiện gì nó học với mẹ vậy, cái nói con đi thấy hôm qua con đi ra thấy rồi bác vậy ăn luộc ăn rồi đi, nó mất cái trong cái nhánh mận á, nó rớt xuống rồi nó gì lỡ rồi mất vậy thôi, mà nó đi nó luộc bỏ lại chú à, nó không có lấy gì này điện thoại nó cũng bỏ lại mà nó gây tiền bạc là để sao nó hốt hết, cũng vàng cũng để đi đám mới đi đám sinh nhật gì nè đưa nó đeo rồi nó cũng luộc. Cô chú là được mấy người con? Có một thằng đó với một thằng bệnh hồi đó bị da cam. Ôi trời ơi, tội vậy à. Mấy tôi cũng mới dí thức cho nó nghe rồi nó con ơi. Con thấy con quánh vậy đó, mẹ có em nè mà mẹ không có quánh mà nó bị bệnh vậy đó, mẹ còn đau không chết con quánh em vậy đừng quánh nào vậy. Nói chung là chung quy lại là cái lý do chính là vì cái vụ việc của các cháu nhỏ đúng không? Cháu nhỏ nên mà giữa con dâu cũng như là mẹ chồng và ba chồng là xảy ra cái mâu thuẫn thôi. Cái mâu thuẫn đó là xuất phát từ cháu nhỏ. Cháu nhỏ thôi, dạy nóng lòng mình nói vậy thôi. Mà nhưng nói chú nghe nè, ví dụ lỡ nói vậy rồi nó cũng bỏ qua, bị nó quánh lần trước dữ lắm, quánh nhỏ kia mà dắt qua dắt lợi tay chân, chú thấy cái mặt gì nó tét ba lần vậy. Nhưng mà cái sự việc cô vừa kể có đúng sự thật không? Đúng đúng sự thật, nếu mà chú không mấy thì chắc mình đi gian vậy thôi. Nếu mà thật sự một người mẹ mà ra tay với con như vậy thì không thể chấp nhận được rồi. Quánh tét cái mặt vậy nè, một lần vậy nè, cô giáo rồi. Trách nhiệm những người này đó. Dạ. Bởi vì như thế này, nếu mà cái người mẹ mà ra tay với con nhỏ mà như vậy là chắc chắn là chú về chú chắc mình không có ai chấp nhận được cái điều đó. Tại địa phương tôi mà cái lần trước nói rồi nó ngay nó thôi. Rồi mấy cô em chồng tôi nè, mấy gầy con ơi em á. Mấy đứa em đừng quánh em đó. Vậy quánh thì mẹ mày phải đau lòng, gặp tao tao đập mày luôn, cũng như mấy cô nói đúng vậy đó. Rồi mà mẹ mày đó giờ hiền chứ gặp tao kêu công an bắt cũng như nhát nó vậy, đang nít mà nhát là vậy, cái nó ngay nó cũng bỏ qua, nó không có giận hờn tôi, đằng này tôi cũng không giận hờn. Cái tính tình của con dâu của cô chú như thế nào, có hay cáu gắt không? Nó làm như là sao á, nó bị cái gì á thì... hay là có bị mắc bệnh trầm cảm gì không? Không biết sao mà nó quánh dữ lắm luôn, nó quánh chứ làm gì có mẹ nào quánh qua nhiều, nó quánh nhiều, chú nói ít thì nó bữa chung không dám nói, chú ngưng lại chứ làm gì đó. Có người mẹ nào mà lại đánh con như vậy được. Quánh dữ lắm luôn. Tôi tức là tính tình như thế nào này, nói chuyện có hay cáu gắt hoặc có hay im lầm lầm lì lì không? Cũng hơi lầm lầm hơi. Mà điều nói là miếng dạy giải thích cho nó nghe thì nó cũng đỡ. Nó con đừng quánh em rồi mình lúc mà nó... càng nói càng quấn. Đang nói mà chú nói là nó quánh dữ lắm. Giống kiểu dằn mặt mẹ chồng cái gì nữa đúng không? Đúng rồi. Quánh bằng quánh là mẹ không cho. Trời nó quánh kỳ trước là con nhỏ lớn mà thôi, đuôi mắt nó cái cô trời ơi. Một lỗ chưa con ơi, con quánh em vậy lỡ nó có tật có nguyền sanh ra không tật nguyền. Quánh như vậy là phạm pháp đấy. Mẹ thấy em mà con thấy mẹ sanh em ra em nó ra thời gian nó bị bệnh đó mà em còn mẹ còn khổ nè, đừng nói chi mà con quánh em cũng giải thích cho nó nghe vậy đó. Vậy về hôm về với bà Xui là mình có nói hết tất cả sự việc cho bà Xui biết không? Có nói cho bà Xui nghe. Ông Xui còn không? Không. Bà Xui, ông Xui chưa hết rồi. Ông Xui sao mới chấp nói mới. Rồi bà Xui lúc đó là bà Xui có nói gì không? Bà Xui bà cũng gầy, nó nghe bà cũng gầy, bà nói tiền ơi mà quánh em dữ vậy ăn nít vậy đó, mà quánh dữ dằn vậy. Tét nó mặt nó đưa cho bà coi luôn mà cũng như là. Quánh như vậy là không chấp nhận được rồi. Như là ra cái hình dung này là đưa cho bà coi luôn. Nói chú xuống xác minh đi gan vậy luôn. Cô từ cô giáo đến ở sớm hết trơn luôn, ta thấy hết trơn mà từ cô giáo cũng thấy luôn. Nhưng mà con đang nghĩ bản thân là con dâu của cô chắc có vấn đề gì rồi, con sợ rằng là nhập, nó không, mình không nhập gì được. Làm gì có chuyện nhập chứ không nhập. Thì nói mẹ tôi nói vậy đó, cái gì tôi nói với chú là nó sự bị tác động bên ngoài, tác động nó nghe theo con mà giữ con tôi nghe lắm. Theo làm gì có cái chuyện mà lại về đối xử với con như vậy được. Quấn con đó rồi, người ta nói là hổ dữ không ăn thịt con mà nói là làm quấn. Quánh chú thuê ra đút ăn cơm không được, nó cũng quánh dữ dằn. Hay nạt không ạ? Vừa đút vừa cứ nạt cử chửi thề không? Ôi, nó đi rồi đó hen, là trong cái mùng nó là tôi đem ra là 4-5 cây câu tre vậy. Tôi dọn. Những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ mà trong cái giai đoạn này mà bị như vậy thì thật sự nó rất là hoảng. Tôi có dạy nó hoảng đấy. Tôi nói con ơi, con em đang học, nếu con dạy thì con nói con à, con gắng ra ngoài học, con theo với người ta, đặng cho nó ngoan cái đồ, cho nó giỏi nha con, đừng thua người ta bạn bè. Con dạy vậy chứ con quánh ầm ầm con dạy nó cũng không có gì hết trơn á. Vậy là có sự việc đó thôi là con dâu bây giờ là bỏ đi rồi. Không mà tôi nói đàng hoàng chứ không có nói bậy bạ đâu. Không có nói bao giờ nói mà thêm nói đi. Ra nó cũng không có tham lạm. Con dâu cô bỏ đi tới thời điểm hiện tại là được bao nhiêu ngày rồi ạ?
bữa nay nó táp 9 ngày hay 10 ngày gì vậy. Để rồi bữa đi bữa 29. 29 tới nay đó chú. 29 mà hôm nay 17 rồi. Vì 28 Thanh Minh rồi 29 nó đi luôn đó. Nó kêu anh nó lên rước đi luôn. Vậy là được nửa tháng, hơn nửa tháng rồi mà. Ừ mình cũng đi tính mười mấy ngày ha. Nửa tháng rồi, hơn nửa tháng rồi. Chú mà xác minh đi ra vậy không phải xuống dưới á là mượn cô ruột của cô của nó, con của ông Tư của nó. Rồi bác nó bắt đang sửa sẵn bạn ti bắt nghe vậy bắt nói dòng đồ ngu. Không có gia đình vậy mà đi bỏ đi ra ngoài rồi sao sống nổi. Cái bác nói thôi giờ để tôi đi vô bển tôi đang nỉ tiếp, mượn hai người đi đang nỉ tiếp cho nó về. Không về ha. Về cho nó học hành để tội nghiệp nó nhỏ. Ra nó dọn đi hồi kia cũng như hồi 9 giờ tôi nào hôm vậy nè. Sáng mà xuống thì 9 giờ nào hôm đi rồi. Cái vậy cái cô cái thím đó thím mới nói vậy, thím nói trời ơi dân bởi vì không có học bởi vì cho nên làm bường làm càng. Người ta có cái giấy kết hôn cứ gả đàng hoàng chứ đâu phải dân mà đi theo đi đâu thì nó túm nó đi vậy thì được. À. Còn này người ta kết hôn giấy kết hôn đàng hoàng hẳn hồi. Mà đi lên rước thì mình cũng phải nói thằng anh nó lên rước thì cũng phải nói với tôi nói giờ bác xui ơi con rước tiền gì dưới hai đầu vui câu chuyện làm sao còn này nó lên nó rước lén mình à rồi cái thím tư đó thím mới nói rước cái kiểu này người ta vu oan với quả đó mà người ta mất đâu 20 cây vàng mười mấy cây vàng rồi làm sao rồi tôi mới trả lời cho nó thím tư ơi không có thím tư nó không có lấy cái gì đâu bông nó lộn bỏ lại nữa mình đừng vu oan vậy tội nghiệp nó mang cái tội cái lời nói cho nó y gan vậy đó rồi cái thím tư thì cũng hồi chứ cũng nói chúng nó trời ơi dân gì mà không có học hành mà không biết lực gì chân pháp gì chân á muốn đi là nhẫn đi ta có giấy kết hôn đàng hoàng chứ đâu phải mà người ta đi theo đâu mà túm vậy. Bây giờ con trai của cô có khóc nhớ con nhớ vợ không? Không đang thu vậy đi không nổi là bệnh tôi với ổng mà khóc mà chú thấy không tôi cái đêm đó là mấy đêm sáng đêm không ngủ luôn khóc dữ lắm luôn. Trời ơi ông nội với bà nội bởi vì ổng đưa nó học hàng ngày tôi đưa đi học là đang bé lớn là tên gì chú? Võ Thị An Nhi. Học lớp mấy ạ? Học lớp mầm trầu gì mầm. Học vậy lớp gì nó mới lên lớp 1 rồi lớp nữa thêm một lớp nữa mới lớp lá hả? Lớp trời lớp trời học lớp trời ơi. Còn bé sau. Bé sau à. Mới đâu có 29 gần 30 gì rồi sanh tháng giêng hồi tháng giêng đó. Tháng giêng năm nay hả? Là tháng giêng rồi là tháng giêng này nữa là nó 2 năm rồi nè. 2 tuổi. 2 năm rồi 22 bây giờ con thì một đứa thì tay sách nách mang còn một đứa thì đang học mà bây giờ đi thì đi đâu đây đi ra bà già nó ở đây nữa mà bây giờ là bà xui mình gọi không được hả không được bị chân gọi chị em cắt hết chân có chị thôi chồng bấm điện thoại anh gọi thì xin lỗi cuộc gọi này không thể nhận nói về điều máy nào cũng vậy cho điện đứa nào cũng vậy không mà làm sao nói chuyện được hồi mới xuống dưới thì tôi có điện bà nói ôi nó giận đi vài bữa gì vậy gì xui ơi rồi sao vậy không liên lạc được luôn cái này căng thẳng rồi đây cái này cái câu chuyện càng ngày càng có một đứa con mâu thuẫn mình sợ là nó nghèo cúng quẩn không rồi nó đem nó bán gì bữa hổm ở đây rồi chú không, không bán thì không có đâu chú Hải này có một đứa rồi công ty ấy nó người bắt mà người mẹ bán đứa con 14 tuổi qua bên Trung Quốc đấy chú không có bán đâu chẳng lẽ mà mẹ mà suy thoái đến mức độ phải bán con như vậy nó gặp mấy cái người mà hiếm muộn không con đó thôi mày để tao nhỏ này 100 là 70 triệu gì đem đưa ra rồi tao lấy bây giờ cô hãy nói một điều gì đó với con dâu của cô hy vọng con dâu của cô sẽ suy nghĩ lại và sớm ẩm hai cháu nội quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thì tôi mong gặp chúng gặp nó đi rồi tôi nói. Bây giờ cô chú cô nói trước đi, cô nói trên video này. Muốn cho con dâu tôi là Nguyễn Thị Kim Tiền rồi đó. Nó dẫn hai đứa cháu về nhà với cho nó học hành thôi chứ không có cái gì nữa. Cô tâm sự với con dâu cô đi. Hai mẹ con trước giờ cuộc sống là có cái gì đó mà chưa gọi là chưa hiểu nhau thì về nhà nói chuyện với nhau. Cái lần đó như thế nào ABC vậy đó thì cô nói đi. Nói đi. Thì mà mẹ xin lỗi con đó, giờ con dẫn hai đứa cha đứa con của con đó, cháu mà của mẹ đó đi về cho nó học đi con. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi gì xui, xin lỗi đẹp luôn. Con dẫn em về đi con. Hồi đó giờ mẹ đâu có nói gì con đâu, đợt này mẹ gậy chút gì mà con giận con bỏ đi vậy. Mẹ xin lỗi con ngàn lần luôn đó. Con dẫn em về cho nó học đi con, đi vất vả dữ lắm. Vất vả lắm nha con. Con thương á, mẹ con dẫn em về đi cho nó học hành. Đi ra vất vả khổ lắm con ơi. Mẹ xin lỗi chị xui anh xui, xin lỗi luôn đẹp. Xin lỗi con nữa đó, con về đi con. Rồi chú là ba chồng chú nói gì với con dâu đi. Tôi cũng vậy như bà giờ nó chú cứ tâm sự đi. Nó bây giờ lỡ thôi, bây giờ chuyện gì nó qua cho nó qua luôn đi, dẫn nhỏ về cho nó học hành thôi.
mẹ cũng thương con y như cũ vậy, vậy không có cái gì chân mẹ con rồi đó, giờ đâu có người gì, người ta quánh là đập đầu chảy máu thôi cũng được, cái này có nó chút xíu mà đi thôi sao tội nghiệp đúng rồi, nói ngay nói tội nghiệp rất được lắm. Bây giờ vợ chồng mà thôi nhau là tội nhất là các con. Mà cái chuyện con đó là cái chuyện không đáng. Không đáng đó. Coi như người ta quánh chập đầu chảy máu, người ta không thôi cũng được. Mà cái này chuyện này đơn giản chút xíu thôi mà đi thôi. Mà giữa gia đình là không có vấn đề gì hết. Không vấn đề gì hết. Mỗi lần mà cãi vã như vậy là con trai đứng về phe nào? Không có phe nào, nó vô người dân. Có nói gì không hay là lặng im? Nó im không nói chứ. Khó xử ha. Bây giờ mẹ chồng với con dâu như vậy thì con trai mình khó xử lắm. Bây giờ bênh ai đây? Bênh vợ thì lại mẹ lại không được, mà bênh mẹ thì vợ lại không được. Mà đặc biệt trong cái chuyện này nếu mà đúng cái sự thật như cô chú, đúng mà cái sự thật như cô chú chia sẻ là này là con dâu nhà mình sai đấy. Bởi vì là những đứa trẻ nó không có tội, nó được giáo dục là bằng lời nói, chứ không phải là mình dùng tay chân để mình giáo dục con như vậy. Cái đó là phạm pháp đấy, vi phạm pháp luật đấy, cái quyền bảo vệ trẻ em đấy, không phải đùa đâu. Đâu có phải cha mẹ mình sinh con ra là mình có quyền được tác động, được hành hạ chúng đâu, không được nha. Cái đó là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Cái đó mà tôi nói vậy mà chú khi chú điện về chú hỏi cái tỉnh xã đó, rồi cô giáo đó ở trường đó có y găng vậy không, tét ba lần vậy nè, sể cho chảy máu ra luôn. Mà sáng ra chợ người ta cũng nghe thấy một hai người vậy đó, thấy ta hỏi mà không dám nói, mà không dám nói luôn. Nếu nói người ta nói mẹ ghẻ hay quánh dữ thần vậy, nó cũng kẹt nữa. Chợ trong trường ta bắt trước nữa, mình sợ vậy nữa. Nói con ơi, con dặn nó ra nó là có người đó người ta nghe, chứ ở trong gia đình nghe biết. Cô chú hãy nói một cái điều gì đó với bà Xui đi, hy vọng bà Xui hiểu được để động viên cho con gái bà Xui sớm quay trở về đoàn tụ với chồng với gia đình chồng, và đặc biệt đưa hai đứa cháu nội về thôi, bây giờ để đi học. Đã vậy lỡ rồi thì giờ chị Xui anh Xui đó, bây giờ động viên cho nó về đi, sống gia đình con cái nó đoàn tụ đi, đừng cho vợ chồng sức mẻ nữa. Tôi xin lỗi anh chị đó với mấy đứa nhỏ đó. Rồi cô nói với bà Xui đi. Chị Xui anh Xui á, trời, chị với anh Xui á, cho tôi xin lỗi đi. Chị với anh nó phiên con tiền cho nó về nhà đặng lo cho mấy nhỏ học. Chị ơi, để nó đi vậy vất vả lắm chị Xui ơi, với con đẹp đó chị Xui, tôi cũng nhận lỗi luôn. Cho mà con đẹp nó phiên cho tiền chở quậy trở về đi, chị với con đẹp phiên nó nghe. Đẹp là ai? Đẹp là chị ruột của nó. Tác động bên ngoài như cô chú nói đó hả? Bây giờ chị cho nói với con đẹp với chị phiên giùm tôi, chị Xui tôi cũng mang ơn, tôi đội ơn chị đó. Chị cho cháu nó về đi đặng là nó học chị à, để theo chị rồi cái nó vất vả nó học hành không có được, không có để giấy tờ gì học được hết trơn vậy đó. Rồi cái sự việc của cô chú thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, và anh em thì cũng chưa thể xác minh được cả hai phía, đây là mấy phía của cô chú thôi. Đôi khi cái sự thật thì mình không thể nghe một phía được, nên mà bên anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là cần nghe cả bên phía của con dâu và đặc biệt là bên bà Xui nữa mới đưa ra một cái kết luận được. Nên mà bên con bây giờ là không dám nói hoặc là cái này để cho chú kết luận, dạ, không dám nói và cái khẳng định cái điều gì hết. Thì sự thật mãi là sự thật cô chú ạ, nên mà mình cứ nói thật thì đó là sự thật thế thôi. Dạ, thì đây là một cái điều thật sự rất là buồn và xảy ra trong cái chuyện mà hôn nhân gia đình vợ chồng và đặc biệt giữa mẹ chồng, bố chồng và con dâu, thì cái điều đó là điều đáng tiếc. Và bây giờ là bản thân của cô chú cũng như là gia đình rất lo lắng cho hai đứa nhỏ, bởi vì nó đang cái tuổi ăn tuổi học, tuổi được chăm sóc, mà bây giờ đi như vậy mà bây giờ có mẹ thì lại mất cha rồi, đúng không ạ? Nên mà rất mong rằng là em gái xem được video này đang ở đâu đó thì hãy dẫn hai đứa nhỏ quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu mà cảm thấy mà còn thương, còn ở được thì mình ở, còn không ở được thì mình xác định là mình đường ai nấy đi, thì mình cũng phải về để nói chuyện rõ ràng, giải quyết một cách êm đẹp nhất, chứ đừng bỏ đi một cách mà vô lý do như vậy. Thì đó là cái điều rất là đáng buồn. Dẫu gì thì cũng mình cũng được làm đám cưới và có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Người lớn cũng nói chuyện với nhau, thì mình về thì cứ đường đường chính chính. Bây giờ về, ví dụ bây giờ tôi chẳng hạn như con dâu của cô bây giờ về, bây giờ là con dâu nói với gia đình là giờ là không thể ở được với gia đình và không còn tình cảm với gia đình, hoặc là không thương chồng, thương mẹ chồng, hoặc là vì lý do mà mẹ chồng với ba chồng như vậy khó khăn, thì mình có thể dọn ra riêng. Đúng ạ. Cho ra riêng. Nếu mà cảm thấy cái cuộc sống mà làm dâu hoặc là sống chung với ba mẹ chồng khó chịu quá hoặc như thế nào đó, thì cũng cứ về nhà nói chuyện rồi hai vợ chồng và hai đứa con ở ra riêng. Đó, rồi, cho rể, đúng không ạ? Nhận luôn, tôi chấp nhận luôn đó. Dạ. Nó bên đó rồi tôi thì cũng lo cho cháu mà. Nó tuy gần ra riêng tôi cũng dạ, thì mong rằng là em gái ở đâu đó thì cũng sớm dẫn hai đứa nhỏ quay trở về
để mà đoàn tụ với gia đình, và nếu mà trường hợp mà như thế nào đó thì về cứ họp gia đình lại giải quyết, muốn ở riêng thì ở riêng, hoặc không muốn sống với nhau nữa thì cũng đường đường chính chính mình nói chuyện rồi đường ai nấy đi cho rẻ, chứ mình đi một cách mà cứ không liên lạc như vậy thì thật sự là cứ kéo dài như vậy thì rất buồn, mất hết công ăn việc làm của đôi bên, mà đặc biệt người chồng người cha bây giờ ở nhà, ở quê nhà bây giờ rất là đau khổ đó. Dạ thưa cô chú anh chị xem video này có thấy em gái cùng hai đứa nhỏ ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên em gái này sớm dẫn hai đứa nhỏ quay trở về đoàn tụ cùng với lại chồng cũng như là gia đình chồng. Nếu ở được thì ở, không ở được thì cũng phải nói chuyện rõ ràng như thế nào đó rồi đường ai nấy đi cho một cách êm đẹp, chứ đừng có để cái thời gian này kéo dài thì không có ai có cái tinh thần để mà làm việc hết. Không tinh thần thì chứ cháu nó đang học nữa. Dạ. Tội nghiệp cho nó. Dạ rồi, thì cái sự việc của cô chú thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô chú nhá. Thì hôm nay cô chú về đây chia sẻ cái câu chuyện là tìm con dâu và cháu nội. Là cô chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con dâu cũng như là hai cháu nội của mình không? Có. Chấp nhận luôn, tìm mà cho đi tìm về mà chú. Đâu không cho không được. Dạ rồi, thì cô chú cố gắng, con hy vọng một ngày gần nhất thì con dâu của cô chú và hai cháu nội sẽ sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình rồi giải quyết cái việc gia đình nhá. Bởi vì mới cây mới hoa mới nhà mới cảnh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chỉ nghe là phía của cô chú thôi, còn chưa biết là phía bên kia như thế nào nữa. Và anh em cũng phải là để xác minh cái sự thật như thế nào. Nghe một phía đâu có được. Nhưng dạ. Hôm thì con dâu về nó học thì sao thì mình dạ, nghe. Đúng rồi, bây giờ cô chú nói vậy nhưng con dâu cô chú về lại kể là mẹ chồng với cha chồng hoặc là chồng đối xử không tốt nên bỏ đi. Đó. Mình phải kể sự thật chứ không phải là ra nói xấu con dâu. Dạ. Dạ. Dạ rồi con ghi nhận. Dạ con ghi nhận những cái điều cô chú vừa chia sẻ. Dạ rồi thì con xin phép chào cô chú. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.